ít ít thôi, giữ lâu chút xíu rồi được rồi. Rồi tiếp tục tháo mấy con kia ra. Đúng rồi, được rồi. Hai con còn lại. Thằng đứt tay kìa con. Đúng rồi. Ok, xịt keo vô. Được chưa? Đứt tay nha. Nhẹ thôi. Rồi nắm dịch ra coi. Chưa đứt à? Chưa đứt à? Ê, cắn hả? Thôi là lỡ rồi cắn đi. Nhận dăng cái răng cái đó nha. Ồ, hay quá, giỏi vậy ha. Đó, mình phải dùng đủ chiêu chứ đúng không? Tao nói với hơn đụ má hôm qua, tao chạy được, tao tính chạy đường cầu Phú Mỹ, tao nằm cho nó kéo vậy. Qua lên nguyên xe. Kéo không kéo. Đây đây, xuống giật đây. Gì nè, con có chập gì nè. Hai cái chập vô gì nè.
con lấy một miếng thôi, thấy không? Nó bằng nhóm này với nhóm này phải bằng nhau. Rồi con xe cái này lại, xe lại. Đúng rồi. Không được đâu, nó chạy được thì nó chạy chứ không được đâu. Xe nó lại. Đúng rồi, xe nó lại này. Đấy, cái giúp nó chồng cao quá. Rồi dỡ đầu con lên chân. Rồi hai cái này xe lại với nhau. Vậy nó mới đủ lực. Đúng rồi, hết luôn, hết nguyên chùm luôn. Đó. Xe hết luôn nguyên chùm luôn. Rồi, bắt đầu cái kia cũng vậy, tháo ra làm lại đi. Con thấy không? Nó sẽ được đạt tiêu chuẩn hơn. Này này, xe chưa tới nè, xe hết cái này luôn. Dạ. Dạ, xe hết cái này luôn đó. Đó. Dạ. Dạ. Dỡ đầu lên cho. Hello. Rồi cái kia đi. Mong mong keo lại. Tháo ra mua hả? Tháo ra đi mua. Điện cho thôi đi mua vào đăng cốc tê. Điện nó đi. Thôi để tháo mối ra trong chua kiểm tra cái đã. Hỏi đó, mày hỏi đó coi nó kêu làm con cửa luôn đó. Con cửa nào sao hả? Con cửa sao với cửa hông luôn. Mẹ cho mưa nó dột. Đi đủ mẹ nó nói nhiều cơm mét bao nhiêu mét. Được làm con cửa mẹ. Cắt cái này nè. Cắt cái này nè. Đây nè. Ghê quá vậy. Cắt một nhỏ rồi xé ra. Xé rồi mình còn cái nhỏ mình quấn tiếp, phải không? Giữ cho nó cắt được cái. Tại cho nó tự nó tư duy phải không? Nó đang tư duy coi cái nào làm không được. Nó ít có suy nghĩ nhiều á. Làm việc nó suy nghĩ nhiều, phải đó không được thì phải làm sao? Phải không? Cho nó cái não nó phát triển lên. Sư phụ có thấy không? Thôi mày làm đi, tao nói chuyện với sư phụ mà. Sư phụ có dạy không? Dạy phụ nữ không? Tào lao nữa, sư phụ tào lao nữa. Có dạy phụ nữ có chứ. Đây kiếm vợ đó. Bây dừng đứt tay nha không? Rồi. Nó ăn cái gì nó không dữ vậy không? Thiếu. Thiếu. Bệnh băng khỉ. Băng khỉ ngày xưa sư phụ cũng bị băng khỉ nữa nè. Băng khỉ tụi mua con khỉ khô về cho nó uống. Đẹp trai ha. Có đâu đủ quá ăn chân gà dữ quá nó cũng trai. Rồi được chưa? Ok, làm vậy là tốt rồi đó. Dây bè bè bà bự không? Dây đó bằng ngón tay. Dây dẹp bằng ngón tay nè. Dây dơ nó mày thấy nó dày không? Dày. Không. Đựng ba bao bự bự này nó đeo được ba mấy trăm ký. Không. Cái đó là cái cuối cùng không đâu, đúng không con? Tàu. Cái đó là phải cuối cùng không? Ê, coi chừng lộn nha. À, thử lại, cái nào mình không biết chắc chắn thì mình thử lại. Mấy cái đầu bít rồi đó. Đó. Khổ nhiều quá. Ờ. Cái đó mày xay ra giữa được mà. Ê, coi chừng lộn nha. Đúng không? Không phải, thử lại, không biết thử lại. Con phải, nè, sư phụ nói gì nói, nhưng mà con phải nắm chắc cái tin tưởng của mình, phải không? Thấy không? Nắm chắc cái tin tưởng của mình. Chứ mình không phải là mỗi lần nói cái mỗi lần mình làm lại phải không? Dây cộng là thắt rút, đúng rồi. Ê, không phải không được. Mới nói ê, tại sao chuyển qua bên kia? Ê. Ê. Ông điện thở đầu qua nó làm luôn lần đi chứ. Giờ phải làm sao?
Ê. Ông qua đi tháo ra rồi ông qua mua đồ nha. Đâu? Ai. Thử cho bằng được cái đó nha. Mới được nghỉ còn cái cuối cùng đó. Dây nào hồi nãy dây nào rút. Mấy cái kia, dây nào rút. Ê. Ê. Cơm đi em ơi. Đừng có nghe sư phụ nói, con cứ tự động con làm đi. Cơm đi làm. Phải quả quyết mà mình phải có chính kiến của mình chứ con ha. Hả? Vậy nào. Ăn đi rồi làm, trời ơi. Sao được không? Suy nghĩ đi, tự suy nghĩ ra được không? Hồi nãy dây bên đây thắt rút nè, thấy chưa? Dây bên đây là thắt rút lại. Rồi, phải chứng kiến của mình nha ha, mình phải quả quyết, mình phải suy nghĩ nha. Rồi, chắc chắn chưa? Thử lại coi. Để chắc chắn mình thử lại coi đúng không? Đúng hả? Ừ. Rồi, giỏi quá, hay, good, yeah, yeah. À, thử vô, sao rung dữ vậy? Thử lại lại, thử lại coi. Ngồi đàng hoàng lại, à, thử ra. Bum! Ồ, lần thứ ba được rồi ha. Lần thứ ba được rồi đó, rồi. Ủa, thử lại chứ, chưa đang mà, thử lại. Học nghề rồi phải ấy chứ. Sao rung dữ vậy? Bum. Rồi, được rồi, thắt rút lại. Thắt rút lại. Lại làm điện rung dữ à. Rồi, thắt rút. Ê, đừng bà để lại bên đây. Rồi, tiếp tục thử coi. Vậy ngắn quá vậy ha. Để dưới đất là dơ nha. Rồi sao? Không tới hả? Có cách nào làm cho nó tới không? Có cách nào phải làm đó cho tới mới được. Sư phụ nói là phải nghe. Làm mọi cách bằng sao, bằng cách nào để được sáng thử đó. Ở đàng hoàng. Sư phụ nói là phải nghe chứ không có bỏ bằng bên. Bỏ bằng bên thì sao mà nên nghề nghiệp được. Không sáng thì đảo lại hay sao? Không sáng thì đảo cọc lại. Chứ đâu phải cái nào mình hên mình cũng sáng đâu. Đảo cọc lại. Đúng rồi. Đảo qua cái này qua bên kia, cái kia qua bên nọ. Chứ không có hai dây chập vô đó làm sao mà chán. Cái gì mà đang muốn luyện dạy nghề mà cứ... Đâu phải như vậy.
đưa một sợ một dây, một sợ một dây, một tay, một tay, hai tay, hai tước ra, tước ra cái đó coi, tước ra dài ra. Rồi đúng rồi, ngay rồi đó. Rồi chọc cho coi có sáng không, nhích về cái ghế tới chút. À để nó nổ bành 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 luôn con cu luôn đó. Nó mà nó có chạm chập nó nổ bành luôn đó. Nói thì thôi chứ làm gì mà nổ bành vậy, rồi mà sợ. Rồi ok sáng rồi đó, thấy không, thắt rút lại, quên thắt rút rồi, cái cộng là thắt rút nghe không. Huấn luyện trở thành một tay sửa, một tay làm quảng cáo giỏi đúng không, đúng không? À, mà học được không, mấy cái cơ bản này học rồi đó phải không, hơn cho thực tập đó. Sao mặc quần ống túm túm này chút nha. Ở này dài nè, dễ nè, dễ nè. Cái này làm không chỉ nha. Rồi không sáng, không sáng rồi phải làm sao. Sao rồi, thử sao rồi, không sáng hả, đảo tay lại không sáng phải không, rồi làm sao, phải làm sao cho nó sáng. Làm sao cho nó sáng lên nè, ở dưới đây là nó có cọc cộng nè, cộng trừ nè, thấy chưa. Rồi bây giờ mình làm sao cho nó sáng lên. Không sáng là không thắt rút được đâu đó nha, thắt rút lại mới được, thắt rút rồi biết cái cộng cái trừ đó rồi sao, rồi không biết làm chân dị dân phải không, dùng mọi cách nào coi. Nhức đầu ha, cái này cũng căng à, bây giờ là dùng cái cách nào để mà mình ấy, mình động não coi. Bây giờ chích lại coi, chích vô lại coi. Rồi rồi sáng không, không sáng phải không, mình đảo đầu lại coi, đảo đầu lại, không cần cái xe đó, đảo cái đầu lại, tay này qua tay kia, tay kia qua tay này, đúng rồi, trời ơi, không phải, không phải vậy, đúng rồi. Ờ không, sợi dây này qua dây kia, đúng rồi, hay quá, đó đó đó, lên rồi đó. Rồi được rồi, thắt rút lại là dây đó, dây cộng đó. Giỏi quá, học trò giỏi quá, quá giỏi. Rồi để qua một bên tiếp tục. Biết cách làm chưa, hồi nãy giờ nắm cơ bản chưa, nắm cơ bản rồi phải không. Rồi không, không sáng là biết làm sao đó nha, không
Sáng không? Rồi sao? Hồi nãy mình làm sao? Quên rồi phải không? Hồi nãy thầy chỉ con sao? Quay lại. Đúng rồi. Rồi đó, sáng rồi đó, chưa thuộc bài chưa? Rồi thắt rút lại. Đúng rồi. Vậy là còn một đống này là phải chuẩn nghe không? Cái này cái máy của sư phụ rung hay là cái tay còn rung mà ghê quá vậy. Rồi tiếp tục quay. Chưa, cái đó chưa thử mà. Chưa thử mà. Trời ơi. Mình thử rồi mình mới bỏ qua đó chứ. Xem báo anh chưa? Rồi giỏi quá. Rồi giỏi quá. Xong tắt rút lại. Xong tắt rút lại. Xong tắt rút lại. Hả? Cái đó cái dưới mà. Thôi cái kia có thắt rút rồi, thôi đi con. Cái bên kia có thắt rút rồi đó. Cái bên kia nè. Cái bên kia có thắt rút rồi, thấy chưa? Rồi khỏi. Tiếp tục. Này con thuộc bài rồi đó. Đó mình phải tư duy lên, thấy không? Mình tự suy nghĩ một chút xíu là nó sẽ ra vấn đề thôi nha con ha. Có gì đâu. Rồi chích vô. Ê, coi chừng lộn nha, chích lại coi. Đúng không á, coi chừng lộn á, thử lại nha. Thử lại đi. Trời, cái dây nào rút. Không đúng rồi. Đúng rồi. Ok được đó, ngon đó, ra nghề được đó. Đó, không lộn rồi, dây nó lộn rồi. Để chắc ăn mình thử lại lần nữa coi đúng không. Bấm thì được rồi đó. Nghĩa là mình vững tinh thần á. Lần đầu tiên là bị giật mình đúng không. Lần thứ hai hơi giật hơi ít. Lần thứ ba là hết rồi đó. Mà ở với chú một thời gian sau là chú sẽ huấn luyện cho con trở thành siêu sao luôn á. Thiếu rượu. Rồi còn cái cuối cùng ha. Cứu chưa? À, chắc chắn không?
Dì dẹp bằng ngón tay nè. Mày thấy nó dày không? Dày. Đựng ba bao bự bự nè, ba mấy trăm ký. Phải không? Cả trăm ngoài ký. Cái đó là cái cuối cùng đúng không, đúng không con? Tàu. Cái đó là phải cái cuối cùng không? Ê, coi chừng lộn nha. À, thử lại cái nào mình không biết chắc chắn thì mình thử lại. Ê, coi chừng lộn nha. Không phải, thử lại, không biết thử lại. Con phải, nè, sư phụ nói gì nói, nhưng mà con phải nắm chắc cái tin tưởng của mình, phải không? Thấy không? Nắm chắc cái tin tưởng của mình. Chứ mình không phải mỗi lần nói cái mỗi lần mình làm lại, phải không? Dây cộng là thắt rút, đúng rồi. Ê, không phải không được. Mới nói ê, tại sao chuyển qua bên kia? Ê. Ê. Ông điện thở động qua nó làm luôn lần đi chứ. Giờ phải làm sao? Ê. Qua đi tháo ra rồi ông qua mua đồ nha. Đâu? Ê. Thử cho bằng được cái đó nha. Mới được nghỉ còn cái cuối cùng đó. Dây nào hồi nãy dây nào rút? Mấy cái kia, dây nào rút? Ê. Ê. Đừng có nghe sư phụ nói, con cứ tự động con làm đi. Cơm đi làm. Phải quả quyết mà mình phải có chính kiến của mình với con ha. Hả? Vậy nào. Ăn đi rồi làm, trời ơi. Sao được không? Suy nghĩ đi, tự suy nghĩ ra được không? Hồi nãy dây bên đây thắt rút nè, thấy chưa? Dây bên đây là thắt rút lại. Rồi, phải chứng kiến của mình nhé ha, mình phải quả quyết, mình phải suy nghĩ nhé. Rồi, chắc chắn chưa? Thử lại coi. Để chắc chắn mình thử lại coi đúng không? Ừ. Rồi, giỏi quá, hay, good, yeah, yeah. À, thử vô, sao rung dữ vậy? Thử lại lại, thử lại coi. Ngồi đàng hoàng lại, mà thử ra. Bum! Ồ, lần thứ ba được rồi ha. Lần thứ ba được rồi đó, rồi. Ủa, thử lại chứ, chưa chân mà, thử lại. Học nghề là phải ấy chứ. Sao rung dữ vậy? Bum. Rồi, được rồi, thắt rút lại. Thắt rút lại.
hay làm điện rung dữ à. Rồi rút, ê đừng bà để lại bên đây. Rồi tiếp tục thử coi. Vậy ngắn quá vậy hả? Để dưới đất là dơ nha. Rồi sao? Không tới hả? Có cách nào không làm cho nó tới không? Có cách nào phải làm đó cho tới mới được. Sư phụ nói là phải nghe. Làm mọi cách bằng sao, bằng cách nào để được sáng thử đó. Ở đàng hoàng. Sư phụ nói là phải nghe chứ không có bỏ qua một bên. Bỏ qua một bên thì sao mà nên nghề nghiệp được. Không sáng thì đảo lại hay sao? Không sáng thì đảo cọc lại chứ đâu phải cái nào mình hên mình cũng sáng đâu. Đảo cọc lại. Đúng rồi. Đảo qua cái này qua bên kia, cái kia qua bên nọ chứ không có hai dây chập vô đó làm sao mà chán. À cái gì mà. Cứ đang muốn luyện dạy nghề mà cứ đâu phải như vậy. Đưa một sợ một dây. Một sợi một dây, một tay hai tay hai tước ra cái đó coi, tước ra dài ra. Rồi đúng rồi, ngay rồi đó. Rồi chặt cho coi có sáng không, nhích vô cái ghế tới chút. À để nó nổ banh luôn cô luôn. Nó mà nó có chạm chập nó nổ banh luôn đó. Nói thì thôi chứ làm gì mà nổ banh vậy, mà sợ. Rồi ok sáng rồi đó, thấy không? Thắt rút lại, quên thắt rút rồi. Cái cộng là thắt rút nghe không? Muốn luyện trở thành một tay sửa, một tay làm quảng cáo giỏi đúng không? Đúng không? À, mà học được không? Mấy cái cơ bản này học rồi đó phải không? Hơi mà cho thực tập đó. Sao mặc quần ống túm túm này chút nha. Ở này dài nè, dễ nè. Cái này làm không chỉ nha. Rồi không sáng. Không sáng rồi phải làm sao? Sao rồi? Thử sao rồi? Không sáng hả? Đảo tay lại. Không sáng phải không? Rồi làm sao? Phải làm sao cho nó sáng? Làm sao cho nó sáng lên nè? Ở dưới đây là nó có cộng nè. Cộng trừ nè. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình làm sao cho nó sáng lên? Nó không sáng là không thắt rút được đâu đó nha. Thắt rút lại mới được. Thắt rút rồi biết cái cộng cái trừ đó. Rồi sao? Rồi không biết làm chân dị dân phải không? Dùng mọi cách nào coi. Nhức đầu ha. Cái này cũng căng à.
bây giờ là dùng cái cách nào để mà mình ấy, mình động não coi. Bây giờ chích lại coi, chích vô lại coi. Rồi rồi, sáng không? Không sáng phải không? Mình đảo đầu lại coi, đảo đầu lại, không cần có xe đó, đảo cái đầu lại, tay này qua tay kia qua tay này, đúng rồi. Trời ơi, không phải vậy, đúng rồi. Không, sợi dây này qua dây kia, đúng rồi, hay quá. Đó, lên rồi đó. Rồi được rồi, thắt nút lại, là dây đó, dây cộng đó. Giỏi quá, học trò giỏi quá, quá giỏi. Rồi để qua một bên, tiếp tục. Biết cách làm chưa, nãy giờ nắm cơ bản chưa, nắm cơ bản rồi phải không? Dạ, không sáng là biết làm sao đó nha. Không sáng không? Rồi sao? Hồi nãy mình làm sao? Quên rồi phải không? Hồi nãy thầy chỉ con sao? Quay lại. Đúng rồi. Rồi đó, sáng rồi đó chưa? Thuộc bài chưa? Rồi thắt rút lại. Đúng rồi. Vậy là còn một đống, mày là phải chuẩn nghe không? Cái này cái máy của sư phụ rung hay là cái tay còn rung mà ghê quá vậy. Rồi tiếp tục quan chưa, cái đó chưa thử mà, chưa thử mà. Trời ơi, mình thử rồi mình mới bỏ qua đó chứ. Rồi giỏi quá. Rồi giỏi quá. Xong thắt rút lại. Xong thắt rút lại. Xong thắt rút lại. Hả? Cái đó cái dưới mà. Thôi cái kia có thắt rút rồi, thôi đi con. Cái bên kia có thắt rút rồi đó. Cái bên kia nè, cái bên kia có thắt rút rồi, thấy chưa? Rồi khỏi. Tiếp tục. Này con thuộc bài rồi đó. Đó, mình phải tư duy lên, thấy không? Mình tự suy nghĩ một chút xíu là nó sẽ ra vấn đề thôi nha, qua ha. Có gì đâu. Rồi, chích vô. Ê, coi chừng lộn nha, chích lại coi. Đúng không á, coi chừng lộn á, thử lại nha. Thử lại đi. Trời, cái dây nào rút? Không đúng rồi. Đúng rồi.
giỏi. Ok được á, ngon đó, ra nghề được rồi đó. Đó, không lộn rồi, dây lá lộn rồi. Để chắc ăn mình thử lại lần nữa rồi đúng không? Bấm à, vậy được rồi đó à, nghĩa là mình vững tinh thần á, lần đầu tiên là bị giật mình đúng không? Lần thứ hai hơi giật hơi ít, lần thứ ba là hết rồi đó. Mà ở với chú một thời gian sau là chú sẽ huấn luyện cho con trở thành siêu sao luôn á. Thiếu rượu. Rồi còn cái cuối cùng ha. Chắc cú chưa à, chắc chắn đúng không? Trời ơi, đụng má vậy. Hôm nay nhận được một hộp trà nào yêu sư phụ này, yêu sư phụ này được học trò này dữ lắm á, đặc biệt thông minh hơn những thằng khác. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn, hướng dẫn cái gì nó cũng làm được hết. Ok bây giờ nè, mình kể nha. Không vô. Bút vô. Làm coi. Cảm ơi, không làm được à? Những gì? Hả? Những gì? Uống gì? Đó là em sợ tao nha. Làm lé nè. Gì nhìn gì hả, nhìn gì giác mà hả, mặt hết hồn nè hả, hả gì mặt điếu nè. Khóc nè. Điếu quá thành khóc nha. Điếu ví dụ như điếu nè. Đó, điếu quá thì thành khóc luôn. Nên những thằng điếu là thằng đó sau này nó sẽ bị khóc.
một là bị người ta quánh, hai là bị nói chung là bị nhiều tật lắm, biết chưa, thấy không? Rồi những người ta hiền nè, hỏi tài quá. Đây là học trò của tôi, học trò tôi mới vừa nhận du học về học nghề gì con? Ngày xưa thì đó là mặt hiền đó, mặt vui đó, còn mặt dữ nè. Tức giận đó, giận mặt khờ. Nói đi. Không. Mặt khờ á, mặt lanh nè, mặt thông minh nè. Đó. Rồi mặt buồn nè. Trên mặt giống như là con gặn á, gặn cười nè, vui. Dạ, vui á. Mặt gượng nè. Đâu có gì đâu. Đâu có. Đó không sao. Đâu có gì hết. Đâu có gì hết. Đó là mặt mặt bị quê. Thấy không? Cái mặt quê á. Mặt quê là. Không sao. Không phải đâu, không có. À, không có gì đó, bình thường không gì, bình thường không có gì đó. Đó là mặt quê bên ngoài á, bên ngoài người ta giả bộ thôi, giả bộ là giả bộ đó, thấy không? Biết chưa? Còn mặt dữ hung tợn ha. Trời. À, dữ không? Mặt dễ thương. Bây giờ mình làm lé nè, kỹ nè, nhìn gì có gì không thấy vậy ha. Rồi nhìn nè, nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nè, nhìn kỹ nha, thấy lé không? Bố luôn xô luôn. Bây giờ mình làm con vật nha. Đó, ô là tên của sư phụ. O gặn ra nè. Giống bóp cổ ơi, giống bóp cổ nè. Đây. Đúng rồi. Rồi, làm lớn lên. Đúng rồi, em được rồi. Bóp nè, bóp ăn.
đừng bóp, như bóp nhẹ thôi, bóp mạnh quá nó bể luôn rồi. Đó, lúc đó mình liền làm lại. Tiếp tục đi. Đây. Rồi, bây giờ bỏ con gà đi, từ từ về nhà liền tiếp nha. Ngào. Nói chữ ngào rồi, ngào. Đánh dẫn chữ nghèo rồi. Rồi, tiếp, làm ơi. Ngờ, đánh nhằn chứ ngờ. Dạ. Yeah. Không được hả? Thôi đây, ngờ. Thôi cái này liền tiếp đi ha. Tiếp tục. Còn chó. Gâu. Sao không ra tiếng gì vậy? Chó gì kìa? Chó sủa đây, thằng Hoàng. Đưa cái này lên nè. Bâu. Đưa bật hơi ra. Sao mình phải kết hợp chứ không, giống không bắt đúng không, bắt đó, làm lại đây, làm quay, go này không giống chó rồi, chịu khó điện đập đây. Giờ mình kêu con dê đi. Đúng rồi. Mẹ. À, cái này kêu giống nè. Được. Làm lại coi. Dê. Bé. Bé. Trời quá. Bé. Được không? Kể coi. Kêu lại lần nữa. Nãy giống lắm. Bé. À, con đó giống hơn mấy nha. Rồi được, này hơn thầy. Hơn thầy. À, con ngựa đi. Đúng rồi, con giỏi. Này, con này làm được này. Hí, ngựa đi. Con kêu con chuột á. Hút mỏi à, chua mỏi vô. Chua cái mỏi ra để cái lưỡi lên trên đường mỏ. Đó, mình hung á, mình hung con gái á ha, mình cũng hung kiểu đó đó, thấy không, nó mới nể mình, không nó mới nhớ mình á, đúng không? Không cả đó, được chưa, làm lại coi để mình biết hung con gái á. Đó, tiếp tục à, làm đây.
chim, chim kia biết làm chim không? À, để sư phụ dạy cho chim nha. Chuột cứ mở ra, mở ra, chưa có lỗ nhỏ xíu rồi. Gió được không? Không biết hả? À, cần này à. Và mà thôi đi, tạm biệt tại đây đi. Chứ sao nhớ về liền xong mình trả bài cho sư phụ nữa không? Thấy không? Chó là chơi được chưa? Chó mới chơi chó nè, gà nè, mèo nè, ngựa nè. Thấy không? Từ sau tới mình sẽ luyện con voi nè, cá kè nè. Thấy không? Thấy không? Cho thêm con tiếng cá kè. Cái miệng để à, cái lưỡi đánh lên. Để đây, để bên hông đây. Làm được không? Cái này hơi khó, để mức độ cao hơn. Chỉ cho, nhá. Ok, bye bye.